Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách chiếc đồng hồ Rolex chính hãng Chronograph Daytona 116515LN. Đây là một chiếc đồng hồ new chính hãng, nguyên hộp, và đây là hộp sổ của chiếc đồng hồ. Đây là sổ thẻ. Chiếc đồng hồ này có size là 40 và phiên bản này chỉ có một size duy nhất là 40 thôi. Với sự kết hợp giữa hai màu vàng hồng và đen, mặt kính Sophia, bộ vỏ Oyster này được chế tác từ vàng nguyên khối ra AU750 18K vàng hồng Rose Gold. Dây đeo này là Oyster Flex với sự kết hợp bên trong là lõi thép. Dây này được phát triển và cấp bằng sáng chế bởi Rolex. Trong lõi dây là một kim loại siêu đàn hồi, rất đàn hồi, và được bọc bởi chất dẻo đàn hồi màu đen chất lượng cao, giúp chịu được các tác động môi trường và rất bền. Với khóa gập Oyster Lock và kết hợp với khớp nối Easy Link, tức là để chúng ta dễ dàng tháo và sử dụng, chúng ta có thể dễ dàng tăng chiều dài hoặc giảm chiều dài tầm cỡ 5mm để tăng thêm sự thoải mái trong bất kỳ tình huống nào mà chúng ta muốn cho nó thoải mái theo cái sự tăng cân hay giảm cân của mình. Và thời tiết ngay lập tức sẽ rộng thêm 5mm với tính năng Easy Link kết hợp với khóa gập Oyster Lock rất là đẳng cấp. Với tính năng Chronograph thể thao với kim giờ, kim phút, kim giây chính và kim giây phụ ở nằm ở dưới góc 6 giờ và hai đồng hồ tròn hai bên góc 3 giờ và góc 9 giờ. Đây là đồng hồ ở số 30. Đồng hồ góc 3 giờ này có số 30, chúng ta có thể đo được thời gian là 30 phút. Và đồng hồ ở góc 12, chúng ta có thể đo được 120 giờ. Khác biệt với đồng hồ Daydate hoặc là Datejust thì ở đây có 3 núm. Núm ở giữa là núm chính để chúng ta điều chỉnh giờ. Và hai núm này là chúng ta sử dụng cho tính năng Chronograph. Chiếc đồng hồ 116515 này dùng bộ máy là Calibre 4130. Bộ máy 4130 này đã đạt chứng nhận độ chuẩn xác của Thụy Sĩ và đã trải qua các bài kiểm tra của Viện Kiểm định Đồng hồ Chronometer từ Thụy Sĩ. Đồng thời, máy đếm nhịp Chronograph được trang bị dây tóc Vechrome có khả năng chịu được cú sốc và thay đổi nhiệt độ lớn. Vành đồng hồ này còn được thiết kế đơn khối giữa mặt kính và nằm cố định chắc chắn trên vỏ giữa, đảm bảo độ chống thấm nước. Và chiếc đồng hồ này có thể trữ code lên đến 72 giờ, tương đương với 3 ngày. Nếu chúng ta không đeo, chúng ta cắt ở ngoài 3 ngày thì đồng hồ vẫn còn chạy, vẫn trữ code được. Và chiếc đồng hồ Rolex 116515 này có thể xuống dưới độ sâu là 100m vô tư mà sử dụng. Và đây, với tính năng Chronograph, chức năng và tính năng Chronograph thì hưởng ứng đến khi mà thiết kế ra sản phẩm này, mẫu này thì người ta hưởng ứng đến, cái nhà Rolex này hưởng ứng đến những cuộc thi bấm giờ từ thể thao hoặc là trong quân sự. Nói chung là chức năng này dùng để đo giờ rất là chuẩn trong thể thao và trong quân sự. Và trong bộ máy của chiếc đồng hồ Rolex, trong chiếc đồng hồ Rolex 116515, bộ máy 4130 Calibre này thì với tính năng trang bị của sợi dây tóc Vechrome nữa, thì với tính năng của sợi dây tóc này rất bền, tạo sự an toàn ở mọi địa hình khắc nghiệt về thời tiết cũng như là độ sâu cũng như là sự dao động vận tốc và di chuyển. Nói chung là mình hoạt động thoải mái vô tư mà đồng hồ vẫn giữ được độ bền và chạy chuẩn giờ chính xác. Và với tính năng, chức năng và tính năng của Chronograph thì hầu như nhà sản xuất của đồng hồ Rolex này hướng đến là để sử dụng vào mục đích là bấm giờ, đo giờ để thể hiện những cuộc thi quan trọng thể thao hoặc là trong quân sự. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ đeo thử. Với sự kết hợp giữa hai màu vàng hồng và màu đen, đen từ dây, đen từ vòng bezel này, và đen từ ba cái vòng tròn bên trong, rất đầm tay, rất chắc chắn và rất đã. Và một điểm đặc biệt đẹp nữa là bao bọc xung quanh cọc số cũng có màu đen
tạo thành điểm nhấn. Và chiếc đồng hồ này rất đầm đều từ chất lượng vàng đến màu sắc vàng, cũng như là kết hợp giữa màu vàng hồng và màu đen, vô cùng hài hòa và sang